Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2021, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức họp hội đồng xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu với sự có mặt của đại diện các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan. Qua cuộc họp, hội đồng thống nhất kiểm đếm số lượng và tiến hành tiêu hủy tổng cộng 1.939 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng, gồm các mặt hàng mũ bảo hiểm, phụ tùng xe gắn máy, đồng hồ, mắt kính, túi sách và giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Lô hàng tiêu hủy bằng cách dùng búa đập, kéo cắt với sự chứng kiến xuyên suốt của tất cả các thành viên hội đồng, cơ quan báo đài và đảm bảo tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Còn lại 32 bao phân bón NPK giả, trọng lượng 50kg một bao, được các thành viên hội đồng thống nhất thuê công ty xử lý môi trường để thực hiện tiêu hủy nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.